Cô xin chào tất cả các con. Cô xin tự giới thiệu, cô là cô Oanh, là giáo viên của trường Mầm non Sao Mai, phường Mọc Khê, thị xã Hương Triều, tỉnh Quảng Ninh. Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 mà cô và các con đã phải tạm xa nhau một thời gian khá dài rồi đúng không nào? Và cô biết chắc rằng trong thời gian nghỉ dịch, các bạn sẽ rất là buồn vì nhớ cô giáo và các bạn đấy. Cũng chính vì thế, ngày hôm nay cô Oanh có làm một video về chủ đề Khoa học vui với tên gọi Thí nghiệm hoa nở trong nước để hướng dẫn các con làm tại nhà. Và để thực hiện được thí nghiệm này cùng với cô thì các con cần chuẩn bị một số đồ dùng như sau: giấy, bút chì, sáp màu, kéo. Và các con có thể chuẩn bị thêm cho cô Oanh một bình nước hoặc một chậu nước nhỏ nữa nhé. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng để bước vào thí nghiệm hoa nở trong nước cùng với cô Oanh chưa nào? Đầu tiên, cô dùng bút chì vẽ lên trang giấy trắng một bông hoa, nhị hoa và các cánh hoa. Sau khi vẽ xong, cô dùng màu tô nhị hoa và cánh hoa. Khi tô, chú ý không để trường màu ra bên ngoài. Sau khi tô xong, cô dùng kéo cắt bông hoa. Khi cắt, chú ý cắt theo đường viền của cánh hoa. Cô đã cắt được một bông hoa rồi. Bây giờ cô sẽ gấp từng cánh hoa để tạo thành nụ hoa. Cô cũng đã chuẩn bị thêm rất nhiều các nụ hoa khác với màu sắc, hình dáng và kích thước khác nhau đấy. Ở nhà các con cũng hãy chuẩn bị thật nhiều những nụ hoa như thế này nhé. Bây giờ cô sẽ thả những nụ hoa vào trong bình nước. Chúng ta sẽ cùng chờ đón xem hiện tượng gì sẽ xảy ra nhé. Wow! Những nụ hoa đã dần nở ra thành những bông hoa rất là đẹp rồi đây này. Đây là bông hoa màu hồng đang nở, bông hoa màu đỏ, một bông hoa màu xanh rất là độc đáo, một bông hoa màu vàng cam. Những bông hoa nở ra trong nước trông thật là tuyệt phải không nào các con? Với những đồ dùng và thao tác vô cùng đơn giản như cô Oanh vừa hướng dẫn, cô tin chắc rằng các bạn nhỏ sẽ rất nhanh chóng thực hiện được thí nghiệm hoa nở trong nước cho riêng mình. Các con hãy nhờ ông bà, bố mẹ ghi lại những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu đó và gửi về Zalo của nhóm nước hoặc fanpage của trường Mầm non Sao Mai để khoe với các cô và các bạn nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.